quay lại và con ở lại. Đơ. Mọi người phải không? Các chị ơi, các chị vào lại giúp em đi ạ. Em thoát ra vào lại nhá. Mọi người vào lại xem là xem đã rõ chưa ạ? Mọi người vào lại giúp em nha. Các chị ơi vào lại xem có rõ hơn không ạ? Mọi người xem rõ hơn thì comment cho em biết nha các chị nhá. Mọi người xem rõ hơn thì comment vào đây cho em biết đỡ hơn rồi ạ, chị Mai Hà. Xem có bị giật nữa không ạ? Nãy không xem được. Vừa nãy có vẻ như mạng hơi kém ạ. Mọi người vào xem like chia sẻ. Phan Thị Đào, xem rõ rồi ạ. Mọi người comment nào, các chị vào xem chia sẻ giúp em nào mọi người ơi. Vào xem. Em cho chị xem ở trên vai của trẻ 8 tuổi với mặc áo trên vai của trẻ 8 tuổi ạ. Nào các chị ơi, các chị vào lại giúp em đi ạ. Mọi người vào lại giúp em nha. Mọi người xem rõ thì comment xem rõ cho em biết nha mọi người nhá. Tại vì mạng vừa nãy hơi lag nên là các chị vào lại chia sẻ lại giúp em nha mọi người nha. Vẫn tiếp tục chơi mini game với giá với áo với giá 19k. Mọi người tiếp tục chia sẻ mạnh lên cho em đi nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nha. Em xin chào chị Hường Nguyễn ạ. Nào mọi người tiếp tục vào chia sẻ mạnh lên cho em nha. Em sẽ bán mã áo như em đang mặc nhá. Mã áo như em đang mặc và rất là nhiều áo đá với giá là 19k đây nha các chị nha. Đây, áo đá với giá 19k này nhỉ. Các chị này rất là nhiều mã áo đá đẹp luôn nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em là các chị nào chia sẻ mạnh lên cho em đi ạ. Nếu mà mọi người xem rõ rồi thì comment đã xem rõ cho em biết nha mọi người nhá. Chia sẻ mạnh lên cho em, bán áo với giá 19k thôi, rất là rẻ luôn nhá. Nào mua áo 19k thì comment vào số điện thoại cùng số lần đã chia sẻ nha. Áo phông kẻ trắng đen 90k hồi chiều em like còn không ly còn, chị My ơi em còn nhá, còn nhá. Chị lấy thì cứ inbox cho em nhá để em để nhá. Đây nha, rất là nhiều mặc áo đẹp này. Mọi người chia sẻ đi, các chị chia sẻ mạnh lên cho em nào. Xin chào chị Thủy Cherry ạ, em mới thấy có một lượt chia sẻ, các chị chờ vào xem chia sẻ để ủng hộ em nào, các chị ơi chia sẻ nào. 21 tình yêu đang xem, chia sẻ like đi, 50 view, lên 50 view là mình bắt đầu chơi mini game nha. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ chia sẻ ít nhất 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm chợ nhá, đồng thời comment số điện thoại nhá. Số lần chia sẻ kèm số điện thoại ạ. À. Ai chia sẻ nhiều thì là sẽ mua áo 19k nhá, Ly sẽ bán hết. Cái số áo Ly đang cầm là 19k nha, cả áo Ly đang mặc nữa luôn ạ. 19k thôi các bạn ơi. Áo siêu đẹp luôn, hàng chất xịn nhá, không phải bán 19k mà là hàng chất xấu nhá, toàn bán hàng hot luôn. Nhưng mã đẹp nhất, mới nhất mà sốt chưa bán đâu, rất là đẹp luôn. Chào chị Nhung nha, chị Nhung hôm nay có săn quà mini game không? Em để chị một áo vừa nha. Rồi ok, nữ mi nha. Em đang mặc có hình khác không? Có hình khác thì ốc ơi. Áo em đang mặc có hình khác nha chị nhá, có hình khác ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào các chị ơi, mọi người chia sẻ lên 50 view nhá mọi người nha, chia sẻ lên 50 view chúng ta cùng chơi mini game nha. Tất cả cái chỗ áo này em sẽ bán với giá 19k hết này mọi người này, nên là mọi người vào xem chia sẻ đủ để ủng hộ em nhá. 25 tình yêu đang xem rồi, mỗi người chỉ cần chia sẻ giúp em ít nhất là 3 lần thôi. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần lên các hội nhóm chợ lớn nha mọi người nhá. Nhớ là ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước để cập nhật cái mẫu mới hot hit nhất nha các chị nhá. Nào mọi người vào chia sẻ cho em nào, chị Nhung hôm nay săn quà nữa không ạ? À, đã chia sẻ nhé rồi, ok cảm ơn chị Hiền Nguyễn Thị. Áo em mặc có size không? Áo em mặc là hàng Free Size các chị ạ, tầm khoảng mã này các chị từ 40 cân đến khoảng 60 cân bao vừa luôn nhá, chất co giãn rất là thoải mái này, hình là hình 3D nhá mọi người nhá, hình 3D rất là đẹp. Mọi người vào chia sẻ lại cho em đi ạ, các chị vào chia sẻ lại cho em nào, lên 50 view nhá.
Lên 50 view nhá các chị nhá, lên 50 view ạ. Bây giờ đã là 25 tình yêu đang xem rồi. Mọi người cố gắng đẩy view mạnh lên một chút xíu này. Hôm qua chị Giang Nguyễn đã là người may mắn nhận được phần quà của shop Giang Nguyễn rồi ạ. Giang Nguyễn chia sẻ giúp mình với nha. Hôm nay có mua áo nào, các chị tiếp tục vào sân mini game này, các chị nào tiếp tục vào sân mini game nhá các chị nhá. Rất là nhiều tình yêu hôm nay đã nhận được quà của shop rồi ạ. Chào chị Quỳnh Như này. Hôm nay có chị ở trên 27 cũng xứng lấy không áo này áo không đồng luôn. Em làm ngó với chị cái gì? Em biết là gì nào các chị ơi, chia sẻ cho em đi ạ, các chị chia sẻ cho em nhé, mọi người nhá, chia sẻ để ủng hộ em đi nào. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ ạ. Rồi Nguyễn ok nha. Chị Hồng Nguyễn xin chào chị. Nào các chị đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ nhá. Mọi người nhớ nha, những ai mà chưa ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước ấy, mọi người nhớ ấn ở chế độ xem trước nhé. Rất là nhiều chị bảo là tại sao mà nhà em like ấy, tại sao mà nhà em like chị không thấy thông báo. Mọi người ấn chế độ xem trước để nhận thông báo nhé các chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị Thi Ốc này. Check inbox của em đi, đặt hàng like từ chiều mà chưa thấy trả lời. Rồi ok, em sẽ check inbox nha. Ok tình yêu, mai em sẽ gọi điện chốt đơn ạ. Áo đen ạ, chị Tú Lê. Rồi ok, chia sẻ đi ạ, chia sẻ nha. 30 view rồi ạ. Rồi cảm ơn chị Hường Nguyễn này, lên 50 view nào, lên 50 view cùng chơi mini game này các chị ơi. Tất cả chỗ mà áo không này sẽ bán với giá 19k nhé chị nhá. Sẽ bán với giá 19k, giá cực sốc cực rẻ luôn, toàn bộ là áo không, hàng chất rất là mát này các chị này. Hàng chất cốt tông 100% luôn, rất là mát. Em sẽ bán với giá 19k để cho các chị chia sẻ live stream ngày hôm nay nhá. Quỳnh Như tất đã cả chia sẻ, mọi người chia sẻ đi ạ. Mình chưa thấy lượt chia sẻ được tăng chưa rồi. Em chưa thấy lượt chia sẻ được tăng đâu ạ. Mọi người chia sẻ nha, chia sẻ để tăng view nhá các chị nhá, chia sẻ để tăng view nào. Nào các chị ấn chia sẻ nha, nhớ là chia sẻ ít nhất là 3 lần thôi nhá các chị nhá, ít nhất là 3 lần thôi nào. Các chị đã chia sẻ, comment đã chia sẻ đi ạ, chia sẻ để cho bạn bè người mọi thân người mình chia sẻ rồi vào nha. Các nhóm chợ giúp mình nha, chia sẻ vào các nhóm thì nó tăng view. Rồi ok, cảm ơn chị Lục Tâm đã chia sẻ ạ, cảm ơn tình yêu nào. Tất cả cái mã áo đá này đều bán giá 19k này các chị này. Chất phong thì rất là mát luôn nhá, chất phong cực kỳ là mát luôn này. Đây ạ, 19k hết chỗ này, 19k cam, 19k đen, 19k trắng nhá các chị nhá, 19k vàng luôn ạ. Tất cả sẽ bán hết với giá 19k cho các chị, dành cho các chị chia sẻ livestream nha các chế nhá. Nào các chế chia sẻ cho em đi ạ, các chế chia sẻ cho em ở chế độ công khai đi nào. Tăng view lên đi các chị ơi, chia sẻ để tăng view lên nào. Các chị vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ nha, 19k áo phông nhá chị nhá. 19k áo phông nào, các chị chia sẻ lên 50 view em sẽ chốt nào các chị ơi. Chia sẻ lên 50 view để em chốt nha các tình yêu nhá. Rồi chị Quỳnh Như đã chia sẻ rồi. Mọi người là nhớ là phải chia sẻ vào các hội nhóm chợ lớn giúp em nữa ạ. Chia sẻ vào các hội nhóm chợ lớn nhá. Rồi ok, chị Trịnh Nhung đã chia sẻ rồi này. Bây giờ đã sắp lên đến 50 view rồi các chị ơi. Sắp 50 view rồi, lên 50 view để em chốt nào các chị nào. Lên 50 view em sẽ chốt mã áo phông với giá 19k này các chị này. 19k màu đen này, 19k đá vàng này, 19k trắng này, 19k cam nhỉ. Tất cả sẽ bán với giá 19k hết nhá. Ok, cảm ơn chị Trịnh Nhung đã chia sẻ ạ. Nào mọi người chia sẻ tăng view lên cho em đi ạ. Tăng lượt view lên cho em nha. 19k vàng như em đang mặc với các chị nhá. Nào chia sẻ cho em nào. Những ai đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ nhá. Rồi ok, chị Trịnh Nhung đã chia sẻ, chị Hương Nguyễn đã chia sẻ. Đã chia sẻ hôm qua em lấy cái quần trắng, nay cho cái áo đen luôn nha. Rồi chị Tú Ly chia sẻ đi ạ. Hôm nay em gọi điện chốt đơn nhưng không thấy chị nghe máy tình yêu ơi. Chị Nguyễn Thị Hiền đã chia sẻ này, chị Hậu Nguyễn đã chia sẻ. Nào mọi người tiếp tục đi ạ, sắp lên đến 50 view rồi các chị ơi. Sắp lên đến 50 view nha. Kể cả các chị đã chia sẻ, hôm nay em sẽ bán những cái mặc áo này cực sốc ạ. Cực sốc luôn, nếu chị nào không trúng mini game em sẽ bán giá cực rẻ, giá rẻ giật mình luôn nha mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Áo phông rất là mát luôn. Tất cả những cái mã này sẽ bán giá 19k cho 2, 4, 5 chị luôn nha. 5 chị luôn nhá các chị nhá. 5 chị luôn em sẽ bán với giá 19k thôi ạ. Mọi người vào chia sẻ đi nào. Bây giờ đã là sắp lên 50 view rồi, chỉ cần mọi người cố gắng đẩy view lên một tí thôi. Đấy, bây giờ đã là 40 view rồi, 40 chị đang xem ở đây. Mỗi người chỉ cần chia sẻ cho em 3 lần thôi, 3 lần nhá các chị nhá, 3 lần lên trang cá nhân hoặc là lên các hội nhóm chợ lớn. Đấy, hoặc là lên các hội nhóm chợ lớn nhá. Nào, 39 tình yêu đang xem livestream, chia sẻ cho em đi ạ, chia sẻ cho em đi nào.
những cái mã này phải bán được giá 19k này. 50 view là chốt áo 19k nha. Đấy, chỉ cần lên 50 view ạ. Lên 100 lại bán chốt tiếp. Rồi ok, cảm ơn chị Tú Linh đã chia sẻ vào các hội nhóm chợ. Chia sẻ bao nhiêu hội nhóm rồi ạ? Nào mọi người comment bao nhiêu hội nhóm chợ nào. Chị nào chia sẻ nhiều nhất nào, chị nào chia sẻ nhiều nhất comment vào cho em nào. Chia sẻ nhiều nhất comment vào cho em nhá. Chia sẻ màn hình nhá, inbox cho mình nha. Nếu ai chia sẻ nhiều thì sẽ được mua rất là nhiều mã áo rẻ luôn. Hôm nay em bán mã sẽ ưu đãi luôn nha các chị nha. Đã chia sẻ em sẽ bán giá ưu đãi cực kỳ luôn. Rồi ok, chị Nữ Mi đã chia sẻ nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi à, mọi người tiếp tục chia sẻ nào, comment vào cho em biết nào các chị ơi. Comment vào cho em biết là mọi người đã chia sẻ nha các chị nhá. Lên 50 view thôi các chị ơi, hôm nay mạng kém chỉ cần lên được 50 view thôi nha. Mạng hôm nay chán lắm. Mạng hôm nay kém nên mọi người chia sẻ lên 50 view là bắt đầu chốt mini game nha. Chúng ta phải dành ra một ít thời gian để chia sẻ. Rồi, Giang Nguyễn đã chia sẻ. Ôi Ngọc ơi, đợi một lát nha Ngọc nha. Ngọc mua đồ nào cũng vẫn còn, Ngọc yên tâm nha. Vẫn còn nha chị ơi, vẫn còn nha. Nhà em vẫn còn rất là nhiều nên là chị yên tâm. Mai em sẽ check inbox nha, mai em sẽ check inbox và gọi điện chốt đơn luôn. Chị cứ nhắn số điện thoại địa chỉ vào cho em nha. Cứ cho mình số điện thoại địa chỉ nhà hàng, bạn mua mã nào cũng còn đủ hết. Rồi ok, chị Thành Đạt đã chia sẻ này, em gửi cho chị chưa? Chị Lục Tâm ơi, gọi điện chốt đơn rồi là em gửi hàng đi rồi nhá chị nhá. Đã bên em đã gọi điện chốt đơn thì hàng đã được gửi đi rồi ạ. Mọi người chia sẻ đi nào, hôm nay lượt view kém đi nha, mọi người chia sẻ cho view tăng lên nào. Rồi ok, chị Chào Bio này đã chia sẻ này. Nào các chị ơi lên 50 view đi, các chị ơi lên 50 view nhá. 50 view em sẽ bán với tất cả cái mã này với giá 19k này. Nào. Áo 19k rất là đẹp luôn, toàn hàng xịn luôn nha. 19k thôi các bạn ơi, lên 50 view đi. Mọi người cố lên một lát nữa là được 50 view thôi, rất đơn giản rồi ạ. Thùy Dương đã chia sẻ, Nguyễn Thảo đã chia sẻ. Mình nhìn thấy tất cả mọi người nha. Mạng kém quá, Lục Tâm ở mạng. Mạng mấy hôm nay, mạng hôm nay đã buồn chia lắm sẻ. Mọi người chia sẻ lên 50 view rồi ạ. Bình thường là lên 100 view nhưng hôm nay chị Nhung đã chia sẻ. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn mọi người đã chia sẻ nha. Mọi người chia sẻ lên 50 view là chốt quà nha. Bởi vì hôm nay mạng nó kém ấy. Đây rất là đẹp. Thị Hồng nha, mọi người vào chia sẻ like giúp mình để các bạn đi game nhé. Rất là nhiều mẫu đẹp, anh chờ đón các bạn luôn. Chỉ có 19k thôi ạ, 19k đơn giản thế thôi. Rất là rẻ mà dinh được một em áo đẹp, siêu đẹp, toàn hàng hơn 100 luôn. Đấy các bạn nhìn là biết rồi nha, toàn hàng chất không đẹp thôi. Nhà mình bao chất luôn, không bao giờ bán những hàng chất kém ấy. Nên là quà mini game cũng đều là hàng đẹp hết ấy. Và những hàng hot thôi, nhưng mà những cái mã lẻ ấy, mình sẽ để dành tặng quà mini game cho các bạn nha. 19k nào các bạn ơi, comment 19k kèm số điện thoại nào. Buồn nhỉ, hôm nay sao tăng được nhỉ. Chị Thúy Phạm, em có nhìn thấy này, em áo màu đen. Mọi người chia sẻ đi các chị ơi. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chị Thúy Phạm nha, chị Thúy Phạm vào xem chia sẻ like cho em với. Bây giờ là 20:50, chúng ta sẽ chơi mini game đến 20:55 nhá chị nhá. Mạng chán không xem được, buồn ghê. Chị Tương bảo mạng chán không xem được. Bây giờ là 20:50 này. À, chơi mini game đến 20:55 nhé các chị nhá. Chào Ly, em xin chào chị Phương Vũ ạ. Mạng hôm nay kém, buồn. Nào mọi người ơi, nào mọi người chia sẻ đi. Chỉ còn 20 view nữa là đạt 50 view rồi. Mềm mít mua nhiều nhiều à. Nào các chị mọi chia sẻ đi ạ. Gần nhau có thể mua kèm đơn để cho nó đỡ tiền ship ấy. Không biết đơn hàng thì mình là 30k phí ship nhá. Mọi người mua kèm đơn thì mấy người chung nhau cũng chỉ có 30k phí ship thôi, rất là rẻ luôn ạ. Mọi người vào chia sẻ đi, chia sẻ lên 50 view đơn giản thôi. 35 view rồi, 35 view rồi ạ. Mọi người 15 view nữa là chốt quà mini game nha. Có quần đùi. Quần đùi jean có ạ. Ơi có đùi jean nha, có rất nhiều mã đùi jean luôn. Đây nha các chị nha, mọi người có thể ấn vào nút chia sẻ ở góc màn hình đấy ạ. Nút chia sẻ ở góc màn hình này các chị này, đấy. Rất là đơn giản luôn, mọi người chỉ cần ấn vào nút chia sẻ đấy thôi nha các chị nha.
hoặc là các chị có thể chia sẻ vào các trang chợ, nhóm chợ đây. Sao không chia sẻ được? Các chị vào trang cá nhân nhé, mọi người vào trang cá nhân của mình xem ấy, xem trên tường thì mạng nó lag nên là rất là khó xem mà khó chia sẻ. Mọi người vào trang cá nhân, vào Facebook Lương Thị Quyên để xem đây, nha. Các chị có thể ấn chia sẻ vào nút này ạ, rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ấn chia sẻ này. Nếu ai muốn chia sẻ vào các hội nhóm thì các chị có thể đấy, ấn ở chỗ này nha. Các hội nhóm nó có mà. Rất là nhiều hội nhóm luôn có nha các chị nha. Có rất nhiều mọi người mẫu có thể chia sẻ vào hội nhóm giúp em ạ. Shop bò có nha các chị nhá, có rất là nhiều shop bò luôn. Nào bây giờ là 20:52 rồi, còn 3 phút nữa các chị ơi, còn 3 phút nữa này. Còn chân váy kẻ và còn chân nha, váy kẻ ơi. Còn chị ơi, chân váy kẻ vẫn còn nha. Mà chân váy kẻ còn size to, size to. Chân váy kẻ mà vạt lệch vạt trước thì chỉ còn size cho người từ 50 cân đổ được. Lên thôi. Chỉ có size từ 50 cân đổ lên thôi ạ. À. Còn nếu mà chân váy kẻ những cái mã như này thì bốn mấy cân cũng có. Nào mọi người chia sẻ nào, lên sắp lên 50 view rồi, sắp lên 50 view rồi. Các tình yêu ơi, cố gắng chia sẻ giúp em. Một chút xíu nó đi các chị ơi, một chút xíu nó đi. Nguyễn hôm nay gửi đi rồi. Chị đơn chị Hương Nguyễn em gửi rồi ạ. À. Nào mọi người ơi, một chút xíu nữa thôi, một chút okay, xíu. Ok, 19k đen Mickey, mọi người chia sẻ lên 50 view đi ạ. À. Hôm nay mạng sao lên không lên nổi đấy nhỉ. Mọi người chia sẻ nhiều lắm mà không lên được nhờ các chị ơi. Mời chị cả ở đây luôn xin con mèo nhé. Okay. Nào mọi người chia sẻ đi, để chốt quà với chị em nào mọi người ơi. Sao này không lên. Các chị cố lên đi mọi người, 40 cố lên. 40 rồi, 50 đi các chị ơi. Hôm nay 50 đơn giản luôn, một con số nhẹ nhàng. Một con số rất là thấp luôn ạ. 50 đi các chị ơi, 46 rồi, 4 người nữa thôi, 47 rồi. Nào mọi người ơi, còn một chút xíu nữa thôi, đã chia sẻ. Ok, chị Nữ My 49 rồi các tình yêu ơi. 49 rồi nha, một người nữa nha các chị nha, một người nữa đi các chị ơi, 49 người đang xem chia sẻ, mỗi người một lần nữa đi nào, mỗi người một lần nữa đi. Nào lát nhớ check inbox đấy rồi. Ok, 50 chưa để em chưa thấy 50 ạ. Nào các chị ơi, 46 đây, rồi, là 46 rồi nha, đây. 45 rồi các chị ơi, nào các chị ơi. 53 rồi, còn 2 phút nữa thôi nha chị ạ. Chơi mini game 2 phút nữa em sẽ bán hàng nha. Đã chia sẻ ok, cảm ơn chị Nữ My. Nào các chị ơi, 49 rồi, 50 đi các chị ơi, 50 đi các chị ơi, 50 đi các chị ơi. 49 rồi, 50 đi các chị ơi, 50 đi ạ. À. Chỉ cần chia sẻ một tí nữa thôi các chị ơi, một tí nữa thôi nha. 49 chị đang xem chia sẻ với chị một lần nữa đi ạ. À. 39. Ê, cuộc sống 39 rồi, buồn quá. Nào mọi người comment nhiệt tình lên, comment nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Comment nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình. Bao nhiêu rồi? Chị Lê Hợp chia sẻ bao nhiêu lần? Chị Lê Hợp chia sẻ bao nhiêu lần rồi ạ? À? Nào comment ở đây cho em biết nào, chị ơi chia sẻ đi, chia sẻ đi ạ. À. 49 rồi, 49 rồi các chị ơi, 49 rồi, chỉ còn một chị nữa thôi. Một chị nữa thôi các chị ơi. Hôm nay mạng sao ấy? Không lên nổi các chị. Gọi các chị. 54 rồi các chị ơi, 54 rồi, còn 1 phút nữa thôi. Mọi người ơi, sao mọi người không chia sẻ cho em vậy? Các chị ơi, chia sẻ đi các chị ơi. Mua áo 19k không biết mua 19k. Nào mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ nha, vẫn tiếp tục chia sẻ này. Bây giờ cứ đó cứ tầm khoảng 43 người xem này các chị ơi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Tại sao mọi người không chia sẻ? Một chút xíu nữa thôi các chị ơi, chia sẻ nha. Em vừa bán hàng vừa chơi mini game nhá các chị nha. Lên 50 view sẽ chốt nha các chị nha. Lên 50 view em vẫn chốt như thường nha các chị nha. Lên 50 view vẫn chốt như thường, em sẽ bán mã đầu tiên này. Chị Vương Vũ hả? Chốt rồi mà chia sẻ bao nhiêu mà xong mạng không lên được. Hôm nay chị nào bảo là thích cái nhà áo chị. Áo em mặc có màu trắng không? Đấy, mặc hết trắng rồi. Để mai vẫn còn một cái trắng, nếu mà gọi chị cứ không nghe máy thì để cho chị Trần Tương. Đâu mẹ ơi, còn một áo màu vàng như này nữa rồi. Đâu mẹ, còn xin khác này. Đây. Nào em sẽ bán mã đầu tiên này nha các chị nha, bán mã đầu tiên này, bán mã đầu tiên bán cực sốc luôn, mở hàng cực rẻ luôn nha, 70k dành cho các chế chia sẻ like 5 lần.
70k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần hàng Quảng Châu sờ mát mịn tay luôn. Lên đây. Được 10 nhóm rồi nhé. Ok, các bạn cứ chia sẻ đi, lên 50 vẫn viên tiếp tục chia sẻ, vẫn tiếp tục chia sẻ các chị ơi. Vẫn 19k. Nào, vẫn bán 19k nha chị nhá. Em sẽ bán mã mở hàng này, mã mở hàng nhá. Đấy. 70k dành cho các chị chia sẻ livestream từ 40 cân đến 60 cân vừa nha, chất cô tông 100% rất là mát luôn, các chị có thể nhìn gần chất này. Chị nào lấy thì comment vàng kèm số điện thoại cho em, đằng sau rất là điệu, mặc trễ vai cũng được, mặc bình thường cũng được này mọi người này, đằng sau rất là điệu luôn này. Chị nào lấy thì comment vàng comment vàng kèm số điện thoại cho em, các chị ơi, vàng kèm số điện thoại cho em nha, bao từ 40 cân đến 60 cân vừa này, vàng kèm số điện thoại đi các chị ơi. Đẹp, siêu đẹp luôn, vá này đẹp lắm luôn nha mọi người ạ. 70k nhá mọi người nha, 70k này. Nào chị nào lấy vàng comment vàng đi các chị ơi, vàng nha, 70k nha. Nhận được địa, em nhận được địa chỉ rồi chị ạ, à, mai em gửi hàng nhá, tối nay chị xem nếu mà mua gì thêm mai em gửi hàng ạ. Mọi người ơi vào chia sẻ đi, vẫn chơi mini game và bán áo 19k như Ly đang mặc nha. Còn áo để shop bán mã này là 70k, ai mà không chốt mini game thì chốt mã này là áo 70k kèm số điện thoại nào nha. Comment vàng kèm số điện thoại là các chị ơi, 70k nhé, 70k thôi này các chị này. Hai hình rất là xinh luôn, hình cô và hình cô gái như em đang mặc này các chị ơi. 70k áo phông rất là đẹp luôn, mã này thì em chỉ có vàng thôi chị ạ. Có vàng nha, có vàng thôi này các chị này, vàng thôi. Nào chị nào lấy vàng thì comment vàng, còn hai chiếc vàng sell nốt này, bán mở hàng mã siêu rẻ luôn. Mã này là bình thường là bán 100 đấy ạ. Rồi, chị Tú Ly màu vàng, ok, chị Tú Ly có đơn rồi, đơn một quần short rồi, em chốt cho chị Tú Ly màu vàng này. Rồi ok, còn chị nào lấy vàng như em đang mặc nốt thì comment vàng này, vàng kèm số điện thoại cho em nha. Quần short em đang mặc cũng có bán này. Quần short nha các chị nhá. Đấy, quần short có size S, M, L. Quần này là 120 chứ? 110. Mã khác đúng không? Mã là 120. Đây, rất là đẹp luôn này các chị này. Quần short em mặc có bán nha. Một set này quá đẹp luôn. Nào, chị nào lấy vàng thì comment vàng tiếp nào. Chị Lê hợp vàng rồi, ok. Có trắng cho chị nha, để em kiểm tra. Nếu mà mai còn trắng em chốt cho chị. Chị Lê hợp vàng này, rồi ok. Bán những cái mã đây này, mã phông đấy bán rẻ luôn nha các chị. Có chị nào kèm đơn thì bán siêu rẻ đi. Ôi, cái phông này đẹp chơi nhưng mà còn nhiều. Bán cho các chị thì bán nữa thì mua kèm đơn bán rẻ đi. Mã đây bán 4.000 thì còn rẻ, còn bán siêu rẻ nữa chị bán thì bán mua thì mua luôn kèm đơn. Còn váy Chanel màu trắng lần trước không ly của Phương Vũ còn nha. Phương Vũ ơi, váy Chanel màu trắng lần trước vẫn còn nha. Đây nha các chị nha, đây tiếp bán mã này này, em sẽ bán những cái mã này cực rẻ luôn này. 40k nha mọi người nha. Bán lỗ luôn cho các chị luôn. Đấy, bán lỗ vốn luôn. Nhưng mà ôi không lên được view, không tặng nữa thì các chị lúc nào chơi lên view thì vẫn bán tặng cho các chị. Để tặng nhưng mà các chị vẫn tiếp tục chia sẻ lên view để em vẫn tặng nha. 40k bán mở hàng rất là rẻ, các chị 50 cân quay đầu nha. 40k này, chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em. 40k cam này, cam nhé mọi người nhá. Mua tặng vợ được không? Mua tặng vợ ok nha anh nha, có bán nha, màu trắng này, màu vàng này, màu đen này các chị này. Nhà em rất là nhiều anh mua tặng vợ luôn, các anh mua tặng vợ. Đổi áo vàng vừa nãy lấy áo đen này. Rồi ok. Áo này là 40k thôi ạ. Chị Lê hở á? Anh chị ạ? Tú Lì á? Vâng. Áo đen con đang mặc cơ. Đừng chị Hải Nguyệt đâu nha. Em bỏ cái áo vàng này vào cái kia. Rồi ok. Chị Vũ Dung Quân lấy cam này. Ok, 40k thôi, quá rẻ luôn. Chia sẻ lên 50 view các chị ơi, lên 50 view. Em sẽ bán với giá 19k. Mã này em vẫn là bán lỗ rồi. Em bán lỗ rồi. Bán hết 5 cái này với giá 40k. Chị Vũ Dung Quân cam này ok này. Cam chị Vũ Dung Quân này đá đẹp lắm này các chị này. Đá đẹp lắm. Chị Mai Hà đen. Chị Mai Hà đen này. Đây nha, 40k dành cho chế chia sẻ like 5 lần nha. Đen đi nha chị Mai Hà nha. Đen này cho chị Mai Hà này, rất là đẹp luôn.
Còn vàng với trắng này, em mặc cái trắng này nhé. Các chị chia sẻ không thấy được bán không bán hộ. Năm áo đầu tiên này luôn. Cái này ly này. Ly bỏ áo vàng này ra đúng không? Mạng không xem được, chán thật. Trắng này, chị Mai Hà cả đen cả trắng đúng không? Rồi ok, chốt cho chị Mai Hà trắng nữa. Một đen một trắng. Nào còn vàng nào. Đây là mua một tặng một đấy. Còn vàng nào các chị ơi, còn vàng nào. Chị nào lấy vàng comment vàng này. Coi như là mua một tặng một luôn. Mai Hà không cần lấy số điện thoại. Mai Hà biết có phải chị đấy không? Phải chị ấy không? Chị nick gì là? Phải chị Mai Hà đấy, em gì có chị Mai Hà nào. Nào vàng nào các chị ơi, vàng nào. Chị Mai Hà cho em xin lại số điện thoại với ạ. Vàng nào, còn một chiếc vàng 40k nè. Chị nào lấy nốt vàng nè. Em còn một chiếc vàng này. Còn một chiếc vàng 40k nè. Chị nào lấy vàng 40k nè. Rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi ok, có số điện thoại của chị Mai Hà rồi này. Tối nay buồn đấy nhở các chị ơi, tối nay ít người thế nhở. Không 1659. Không 1659 này. Vàng 40k các chị ơi, 01659 557 557 895. Rồi ok, của chị Mai Hà là một đen một trắng rồi nhá, em còn vàng thôi ạ. Chào Huyền Hùng nha. Vàng này các chị ơi, vàng này nha. Vàng 40k này các chị này. Chị nào lấy vàng comment vàng này. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em này. Vàng 40k này các chị ơi. Bán kỷ niệm 51, 52 cân quay đầu mặc vừa. Năm hai cân quay đầu mặc ok nha. Em còn 51, 52 cân quay đầu vừa nha các chế nhá. Các chế và chia sẻ đi các chế ơi. Còn mấy hình áo đen này. Còn mấy hình áo đen này, các chị có mua đen này. Chị coi set bi đi ly. Đây thần Trần Thương làm set bi này này. Mặc này Trần Thương hơi đẹp lắm. Các chị Trần Thương xem đây. Set bi áo màu vàng, set bi áo màu trắng nha. À, cho con mượn. Đây set bi này các chị này. Set bi có màu vàng và set bi có màu trắng. Quần thì có quần màu đen, màu tím than và màu đỏ nha. Áo kẻ hôm qua còn không? Hôm qua là áo kẻ nào ạ? Áo kẻ hôm chiều nay đúng không chị? Hôm qua lại áo kẻ béo 40k đen, chị Phương Vũ lấy một 40k đen. Chốt cho chị Phương Vũ một cái 40k đen. Chị Phương Vũ 40k đen. Chị có đơn đây chưa? Không biết chị. Chị Phương Vũ chưa có số điện thoại thì cho em. À có đấy, chị vừa mua cái màu vàng hay sao? Vừa mua màu vàng mà. Áo khoảng lê hợp chứ nhở. Chị Phương Vũ cho em số điện thoại đi ạ. Đây nha, set bi trắng này chị này, bi trắng, bi vàng. Ôi, các chị mua áo này, các chị chốt cả đôi luôn đi, cho nó rẻ này. 40k, các chị chốt cả đôi luôn đi nha. Áo thật, thật sự là áo này các chị mua ở ngoài là chắc chắn phải hơn 100.000 một áo rồi. Set bi đấy mà thử set bi đây là 130.000. Chất cực xịn luôn. Cái áo đen thì cho mình xin số điện thoại nhé. Sách đi bao nhiêu kg đây? Vương Nguyễn ơi, sách đi thì 50 cân đổ lại mặc được thôi. 50 cân. 50 kg đổ lại thôi, sách đi nó nhỏ lắm. Nếu mà quần thì rộng lắm, nhưng áo thì các bạn có thể mua quần rời cũng có. Quần rời mình bán 80.000 nha.
Quần dời thì các bạn có thể kết hợp được nhiều áo lắm, bởi vì quần thì rộng, các bạn từ 55 cân đổ lại mặc ok luôn. Chị Trần Thương mạng không xem được. Để ly chuyển qua sách đi cho các bạn xem nha. Ai chốt áo đen này chị bán, mình vẫn bán mấy còn mấy cái nhá. Còn mấy cái áo đen này bán nốt cho các bạn 40k luôn, toàn hàng của Châu chất xịn luôn không này. Còn rất là nhiều hình luôn. Bạn nào mua combo cũng được combo này. Hai cái chỉ có 80.000 thôi, bình thường bán một cái này đã 80.000 rồi, toàn hình đẹp thôi. Đây. Rất là đẹp luôn, hàng xuất luôn, hàng xịn luôn ấy, còn mấy cái ấy. Nên là bạn nào mua thì vẫn bán kỷ niệm cho các bạn cái mã đầu tiên này là 40k một áo thôi, các bạn mua combo luôn hai áo đi. Từ 52 cân đổ lại mặc ok nhá, bởi vì nó còn một size nhỏ, size S. Size S thì chất có giãn. Áo này mặc thì thích lắm luôn, chất siêu mát luôn nhá. Bạn nào mua áo đen thì vẫn còn nha. Còn mấy cái nữa. Set B đây nha các chị nha, set B đây. Set B rất là đẹp. Áo thì có màu vàng, có màu trắng nha các chị nhá. Tầm khoảng 50 cân quay đầu thì mặc đẹp. Đây, áo có vàng với trắng này. 130k một set. 130k một set nhé, chị nào lấy set B comment set B cho em này. Set B này, áo có vàng với trắng này. Áo bán bao nhiêu chị? Áo này là 50.000 hay 60.000 nhá? Bán áo rời là 50. Áo là 50k, nếu mà mua áo rời là 50k nhá chị nhá. Cả set là 130 này. Set là 130. Các chị có thể mua set màu vàng, có thể mua set màu trắng nhá. Có thể mua áo, mua quần rời cũng được, bởi vì là này có thể mình bán rời cũng được mà. 40 cân quá đẹp xinh quá. 40 cân mặc xinh quá chị ơi. Em mặc chật đây này. Vì em quá béo. 40 cân mặc đẹp đấy chị ơi. Em quá béo nên là em mặc 47, 48 cân mặc set này quá xinh luôn. Tầm khoảng cứ dưới 50 cân là mặc đẹp. Set này cứ dưới 50 cân. À nó cộp quá. Rồi ok chị Huyền Hùng set bi trắng. Có chị nào lấy set bi vàng không nào? Set bi vàng nhỏ mặc quá đẹp luôn. Không vừa đâu em ơi. 55 cân thì em có áo kẻ lúc trưa rồi, em mua thêm một cái quần đũi màu nó mặc vào đẹp lắm. Trước ạ. Em mua thêm một cái quần đũi tí nữa ly dơ quần đũi cho đũi suông hàng đẹp lắm, 80.000 một quần, nó rất là đẹp luôn Trần Hiền. Không bắt mặc được không? Đấy là zoom đấy. À, bác Hiền vừa mặc được. Bác Hiền vừa đấy, cái đấy suông rộng rãi thoải mái luôn, ai cũng có thể mặc được. Chị Huyền Hùng đơn của chị hôm nay vẫn còn đây. Đơn chị có một cái áo. Đây nha, set bi vàng này các chị này. Các chị dưới 50 cân là mặc đẹp nhá mọi người nhá. Dưới 50 cân là mặc đẹp. Nào chị nào lấy set bi vàng thì comment này. Chị lấy vàng. Chị Vũ Dung Quân lấy cả set hay lấy nguyên áo ạ? Chị Vũ Dung Quân lấy màu trắng hay sao không? Chị lấy vàng, chị bảo chị lấy vàng. Chị lấy cả set hay là chị lấy nguyên áo? Lấy cả set đi ạ. Chất thì quá đẹp luôn rồi. Bác Hiền phải chất von đẹp. Chất da von đẹp Hiền ạ. Mai bác xuống thử xem. Mai chị xuống thử. Ở đây ở nhà hay là đang ở dưới Hà Nội đây. Chắc bác đang ở dưới Hà Nội. Chị Vũ Dung Quân ơi, áo không thôi em rồi ok chị, áo không thôi. Thế còn chị gì đấy? Chị Huyền Hùng lấy cả xét. Huyền Hùng lấy cả xét đen đúng không? Nhỏ.
Mà đừng vào. Ba không có nhà, ba hồ có thể rồi, ok. Cái đầm bi ở sau bao nhiêu? Đầm bi đằng sau là zoom ấy các chị ạ, zoom. Nào các chị ơi, nào đây nha, có cả mã áo này rất là đẹp này, các chị có thể mua cả set nha. Không phải khe bố ạ? Không, chú thì lên thẳng lên. Con bỏ túi cho chị rồi. Đây nha chị nha, áo này rất là nhiều màu luôn này. Đấy, 50k nhá mọi người nhá. 50k này, có đen này. Áo có đen nhá. Có nhá, có rêu và có trắng. Mẫu này đang hot hit luôn đấy. Mẫu này đang cực hot luôn này các chị này. Mã này các chị dưới 50 cân, cũng dưới 50 cân vừa thôi nhá chị nhá. Dưới 50 cân vừa thôi. Chị nào lấy thì comment nhá, hoặc là các chị có thể mua cả set nhá chị nhá. Mua cả set này, đen này, vàng này, rêu và trắng. Đen, vàng, rêu, trắng á. Quần này không có túi đâu chị ơi, quần này không túi nhá. Quần này nó quần đó, xuông này, cái này không túi. Nó đâu, không thiết kế túi đâu. Nào có chị nào lấy set này không nào? Cả set quá đẹp này. Dưới 50 cân mặc sách này quá đẹp luôn. Chị Hiền này. Nguyễn ơi, áo là 50k, quần là 80k, cả set là 130 nhá. Dưới 50 cân là mặc đẹp cực kỳ luôn á. Chị Hiền Nguyễn mua đi. Áo rêu này, áo vàng này, áo đen này và áo trắng như em đang mặc này. Đấy, quá xinh luôn. Cứ dưới 50 cân là em bảo, đảm bảo là đẹp cực kỳ luôn nhá. Quá xinh luôn này các chị nào. Đi 50 cân hơn 50 cân mặt nó hơi tại cái các bạn cứ tầm 48 cân đổ lại thì đẹp lắm. Tại vì là em béo quá. 130k. Áo là 50k, quần là 80 ạ. Có bạn nào chốt set này không ạ? Áo ngắn mà chị, áo này là crop top này. Áo ngắn nha, áo này áo crop top, áo ngắn nha. Ô mẹ ơi, cái này phải mặc cái quần màu thôi. Quần màu luôn mặc cái quần bi không. Đẹp quá luôn, khó mà. Đây là đỏ đen. Áo đấy cho nó thoải mái. Áo này thì vẫn còn nhá, vẫn còn này. Áo hình này rất là đẹp luôn đây. Áo này áo ngắn của lúc tốt nhá, nó có màu rêu ạ. Màu rêu này, màu vàng. Màu vàng, màu trắng ạ, màu đen ạ. Có 3 màu nhá các bạn nhá. Adidas hình vẫn còn ạ. 50k một áo thôi cho các bạn, từ 47, 48 cân đổ lại mặc là đẹp lắm luôn đấy. Hợp 50 cân mặc được không? 50 cân mặc hơi kích ấy, như Ly mặc là cũng hơi kích. Đây, như set này thì từ 55 cân đổ lại mặc thoải mái luôn. Vừa nãy lấy áo trắng Ly đang mặc. Đây chị Huyền Hùng đổi áo trắng này. Rồi ok chị nhá. Nào các chị ơi nào, set này thì các chị 55 cân quay đầu mặc ok này. Đấy, set này áo này có cả trắng nha các chị nhá. Áo này có trắng này. Áo mặc bình thường được nhá, không cần mặc bịt vai cũng được này. Đây, set này quá đẹp luôn. Các chị lấy set này đi này. Áo là 80 nha, quần là quần 80, cả set là 160 á. Áo này có cả màu trắng nhá. Áo này có cả màu trắng với màu đen này. Áo này còn trắng với đen này. Trắng đen đỏ nhé mọi người nhá, trắng đen đỏ này. Đây, còn trắng đen và đỏ ạ. Chị nào lấy áo này thì comment này, lấy quần thì comment cho em nha. Các
Xà xét là 160 nhé, các chị có thể mua rồi. Áo là 80, quần là 80. 160 cả set luôn. Không xem được, chị Huệ Huệ không xem được. Hôm nay mạng kém ấy Huệ ạ. Khó xem lắm. Mọi người ai cũng kêu là mạng thì nó chậm ấy. Mọi người cố gắng nhé, mọi người thoát ra vào trang cá nhân của mình xem dễ hơn, xem trên tường khó lắm. Đi con mẫu khác cho các chị nha. Xét trắng đen bao nhiêu tiền? Áo là 50, quần là 80 chị Bệ ạ, cả xét là 130. Còn nếu mà áo bèo ấy thì là áo 80, quần 80, cả xét là 160. Đây nha chị nha, một chiếc váy bèo cực xinh này, 80k nha chị nha. Mã này các chị nếu mà không thích dây rộng ấy thì các chị có thể nâng lên, nâng lên như thế này này. Và cả cái dây này nó hơi trễ. Chị nào nhỏ thì nâng dây lên một chút, đính dây luôn lên một chút. Này chất vải đẹp lắm luôn ấy, hàng này chất cực xịn luôn. Mà theo nó chị 80k luôn, màu đẹp lắm. Mã này màu đẹp, đẹp tôn da cực kỳ luôn. Cho các bạn từ mã này từ 48 cân đến khoảng 55 cân là mặc ok đấy. Nhờ 55, 56 cân mặc vẫn được. Chị nào lấy váy hoa thì comment váy hoa này. Mềm mại, chất là thái chéo của nó à, lụa xịn luôn ấy. Đẹp lắm, hàng này là lụa. Mềm đẹp lắm. Chất đẹp, chất đẹp luôn. Bán siêu rẻ nha, chỉ có 80k một cái dây này thôi. Các chị có thể nâng dây lên như thế này. Nâng dây lên một tí, mình đính dây lên một tí là đính ra đằng sau ấy. Đằng sau đính luôn lên. Ai không thích mặc, cũng bình thường mình như mình mặc thì mình thích mặc sâu ấy. Mọi người đấy thì nâng dây lên một chút được. Ai lấy thì comment váy hoa nha, để em đổi mẫu nhá. Đây nha các chị nha, tiếp một mã váy này. Xuông xinh lắm. Váy mèo rất là xinh luôn. 90k nha chị nha, váy xuông này. Chị nào lấy đi comment váy mèo cho em này. Cái này mềm hơn cả một cái sơ mi, một con chất đẹp thôi, kể quá. Quá đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment váy mèo cho em nha, váy mèo này. Đấy,
Đấy, cái này các chị có thể mặc đai và mặc suông nhá. Mặc suông cũng ok luôn. Mọi người hôm nay không xem được đâu, tại vì hôm nay mạng nhiều lát ấy, mọi người không xem được ấy. À, chị nào lấy váy mèo thì comment váy mèo cho em. Có mượn điện thoại đi nữa. Mình thì lúc nào chả xem giống mình, chỉ là những cái này lát nhất mình vẫn xem. Chị nào lấy váy mèo á? Chị nào lấy váy mèo này khoảng 1m55 đổ lại thì mặc là đẹp lắm. Mét 6 thì là nó hơi cộng, nhưng là sáng suông mặc ở nhà như này cũng thoải mái. Chơi quá đẹp luôn, mã này đẹp này, chất đẹp lắm. Có chị nào lấy mèo không ạ? Chị nào lấy mèo thì comment lấy mèo này. Con hơi bị bực cái mạng ngày hôm nay rồi đấy. Váy mèo nữa nha, 90k thôi ạ. Váy này cho các bạn nếu mà cao tầm 1m55 đổ lại thì mặc đẹp lắm. Ly mặc ly hơi cao thì mặc nó hơi ấy, hơi ngắn. Váy này xinh lắm này. Váy này cực xinh thì các chị này ui một cái váy cực xinh luôn này, cực xinh luôn nha. Đấy, quá rẻ luôn, chỉ với giá 99k. Một chiếc váy lụa rất là xinh. Đây các chị này. Rồi ok. Chất lụa đẹp cực kỳ luôn. 99k nào, 99k hoa. 99k một siêu phẩm cho các bạn từ 55 cân đổ lại. Thì dám bảo là chưa để chọn thêm. 99k hoa là các chị ơi, chị nào lấy thì comment hoa kèm số điện thoại cho em. 55 cân quay đầu nha các chế nha, 55 cân quay đầu này. Từ 45 đến 55 cân quay đầu. Nào các chị nào, 40, ai lấy hoa từ nào 40 cân đến 55, 40 cân đẹp quá, 45 cân đến 55 cân. Bi đen đằng sau thì là zoom nha các chị nha, 150, bi đen đằng sau là zoom. Zoom ấy, 150 nha các chế nha. Hoa này chỉ có 99k một siêu phẩm hoa. Ui đẹp cực kỳ luôn, cái hoa của nó tôn ra lắm nha, sáng nha, rất là đẹp nha, hoa rất là độc nha các chị nha. Ở dưới này có lót đúng không? Có lót, nó lót. Ôi váy này bọn chị đi biển mặc thì thôi rồi, xinh cực kỳ luôn. Con lụa nha. Vải lụa này thì lại đẹp lắm nha, đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Váy xinh lắm các chị ơi, chỉ có 99k một siêu phẩm. Các chị thấy em giới thiệu có hấp dẫn không? 99k một siêu phẩm nhé. Hôm nay kiểm thờ dạc quá. Hôm nay ít người, ít các chị vào xem quá. Buồn quá. Mặc lát không xem được chị ạ. À. Đấy, buồn ghê. 42 cân mặc được. 42 cân nếu mà cao dưới 1m6 là mặc đẹp nhá các chị nha. 42 cân mà cao dưới 1m6 thì mặc được. Chị Thảo Duyên ơi, chị Thảo Duyên cho em số điện thoại là chị Thảo Duyên lấy gì ạ? Comment vào cho em. Thảo Duyên. Nào chị nào lấy nào. Chị Thảo Duyên, à chị Thảo Duyên lấy váy hoa này rồi. Ok, chốt cho chị Thảo Duyên một cái này. Trong có lót mà, trong hẳn cái lớp lót lụa này nhá. Đây đây, bên trong hẳn cái lớp lót lụa này. Đấy, có lót luôn.
có lót ở phần trên thôi, phần dưới à phần dưới có thôi, lót phần ở váy phần thôi dưới. Nhưng phần trên ngực không có, nhưng mà không phần hở trên nào, phần trên lót thì không lót nhưng mà không hở tí nào đâu, không hở tí nào, có lót ở bên dưới này. Quá rẻ luôn hôm nay. Hai tầng luôn, chất đẹp lắm, chất con này. Màu này đẹp, em thấy màu này đẹp mà các chị, quá đẹp luôn. Màu này đi biển, đi chơi, đi tiệc, đi party, các thứ. Quá là lung linh luôn. Đó. Nào còn một cái. Rồi ok, các chị Vũ Dung Quân. Đẹp. Đẹp quá đẹp. Là quá đẹp luôn. Mai em chốt đơn cho chị nha. Ủa ta về nhé. Tiền xe, con biết của mình đi. Còn màu khác rồi Nguyễn ạ. Mã đây vẫn còn màu khác. Có màu khác đây, đây, đây. Chị Vũ Dung. Ôi, có bộ váy nào bán được đúng một bộ à? Thấy chào chú á. Có cả màu này nữa này chị này. Mấy màu mà? Chị chiếc tổ có vừa không? Chị chiếc tổ chị 55 cân. Chị ơi, còn màu hoa lụa, màu này này. Màu nào hợp đấy, đấy là chị Vũ Dung Quân mà. Vâng. Có màu nào mà hợp với em không? Có. Đây chị ơi, còn màu này quá nhiều màu hợp với tất cả. Còn màu này á chị nha, còn màu này này, hoa trắng này, hoa trắng này nhã nhặn nhìn đẹp lắm này. Có cả màu kem nữa nhỉ. Các chú bên này cũng xong của hàng chân. Đây chị, chiếc đồ bảo chị mặc cái set này này, đẹp này. Chiếc đồ mặc cái set zoom này này. Zoom này xinh này. Ly chẳng chịu đọc comment. Bây giờ em mới nhìn thấy mà chị. À đây đây, em có giới thiệu có màu này mà chị. Em giới thiệu là còn, ngoài ra là nó còn màu này. Đây nó còn màu này. Còn mấy màu nữa. Một màu kem đâu nữa nhỉ. Hôm nay con màu. Anh đi còn màu kem. Nha. Ủa. Hàng này này thu nhập được mấy chục triệu. Mấy kem lắm chú ơi. Cháu chỉ đủ tiền đi xe buýt. Chị làm có công nhỉ? Alo. Chú Chuân. Đấy, cháu biết ngay, nghe giọng chú ra cháu biết lần. Bố cháu về mà cái giọng nhìn thấy chú thì bố cháu lại mất chú tổng gầm. Có chị nào lấy set zoom này không ạ? Tối màu. Tối màu còn nhiều váy tối màu. Set zoom này có hẳn 3 màu luôn này. Set zoom 3 màu. Chị lấy váy hoa trắng rồi ok, chị sang chị Thanh Lan màu hoa trắng. Đây nha, chốt hoa trắng cho chị Phan Thanh Lan này. Đấy, số con này. Còn một hoa trắng ạ. À. Còn một hoa trắng lụa này. 52 cân vừa chị ơi. 974 gì? Đây. Có một kem nữa này đi. Cái bên trái bao nhiêu tiền? Bên trái là 99k. Cái bên trái 99k nhá các chị nhá. Cái này cũng 99k này. À, cái bên trái có nhiều màu lắm, tí nữa. Còn màu mặc kem này, màu này cực kỳ nhã nhặn xinh đẹp luôn này các chị này. Thôi còn một màu này màu kem. Đây màu này các chị này. Màu này quá xinh đẹp luôn này. Màu kem nhá. Chị nào lấy màu kem thì comment là hoa kem kèm số điện thoại cho em. 99k nha, 99k này, hoa kem này. Em đi ơi, dạo này có quần baggy. Có chị ơi. Màu trắng đằng sau em, 99k chị Vũ Hồng nhá. Alo. Đấy, đấy, Phan Thị Thanh Lan này. Đấy. Đấy, chỗ con ném vào ấy. Bên, sang tay. Đấy. Hả? Nhưng mà này được tiền. Một bên bình là hôm nay con phải sang đấy không? Chị Mai rồi chị ơi. Mấy giờ khoai khoai bốn nhỉ? Khoai hoa vàng. Hoa vàng em hết rồi chị Hường ạ. Chị Mai đấy. Hoa vàng em hết, em còn màu kem này đẹp này chị này, màu kem này, màu trắng này, hai màu nhá. Chị nào
nào lấy màu nào thì comment màu đấy cho em này. Mẹ ơi. Zoom nha các chị nha, zoom nha. Zoom nha em vào sớm ấy. Zoom này có 3 màu này. Mày đấy kệ lắm, đủ luôn đây, sáng mai về. Màu đen và hoa. Màu vàng, màu đen và hoa ấy chị nhá. Bi vàng này. Chị lấy cái đằng sau em nhá. Tiến hỏi bán nào đấy, mua 1-3 cân, 1-3 cân không vừa đâu, mua 1-3 cân rộng lắm. Đây ạ, chị Vũ Hùng lấy cái này thì cho em xin số điện thoại này. Cái này cực tinh này, 99k này. Nếu mà ok thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị Vũ Hùng nếu mà ok cái này cho em xin số điện thoại này. Ô, các chị kia rồi. Hùng ơi. Thờ bồi tí. Chị Vũ Hùng cho em số điện thoại đi ạ. Zoom này các chị này, zoom này. Zoom còn 3 màu này. Chị nào lấy màu nào comment cho em. Bi vàng, bi đen, hoa. Rồi ok, chốt cho chị Vũ Hùng. Em mặc zoom chấm bi đen cho chị xem. Ok chị nhá, zoom chấm bi đen để em mặc. Chị Vũ Hùng này, anh Vũ Hùng này. Chắc là anh Vũ Hùng đi chứ. Chả biết chị hả? Chắc anh mua cho chị. Cứ chị. Cứ chị hết. Áo nắng là áo nắng 80k thì thắm á. Đây ạ, zoom bi đen này các chị này. Mã này các chị tầm khoảng từ 45 đến 55 cân mặc ok này. Zoom bi đen, đen từ 45 đến 55 okay, cân nhé. Ok, đúng rồi. Vũ Hùng lấy thêm một cái này. Đấy, có nhà em có nhiều anh Phúc còn tặng cho các chị lắm, không lại có một anh mua. Nhiều ơi là nhiều, mua mấy lần đi. Mua mấy lần luôn. Anh vì ở thôi anh ấy ăn nó không phải bạn mua đấy nha. Đây không một cái này nữa nè. Đây nha, giúp này từ 45 đến 55 cân mặc vừa nha các chị nha. Từ 45 đến 55 cân mặc vừa này. Có hoa, có bi vàng và bi đen nha. Cho chị hai cái giúp đen nhé. Rồi ok, Thảo Duyên hai giúp đen. Ok, hai giúp đen. Lúc đen còn có 2 cái đúng không mẹ? Lúc đen còn 2 cái. Vẫn còn zoom đen. 65 cân không vừa đâu ạ. Zoom đen em vẫn còn nhá. Zoom đen em vẫn còn này. Đó. Zoom từ 45 đến 55. Từ 45 đến 55 cân vừa thôi nhá các chị nhá. Thảo Viên.
vừa hình như cái váy màu vàng. Cái này đẹp. Rồi ok, chị Vinh Mai thêm một dung đen. Chị Vinh Mai cho em xin lại số điện thoại. Ôi cái này xinh quá đấy. Nhiều cái xinh lắm ý. Chị Vinh Mai cho em số điện thoại đi. Rum vàng này, người chị nào bé bé xinh xinh mặc màu vàng cũng đẹp này, hay chị Vinh Mai mặc màu vàng đi này. Chị Minh Vinh Mai lấy vàng thì comment vàng lấy đẹp đen. 45 em thôi. Rum đen em vẫn còn nhá. Nào, còn rum vàng nào, chị nào lấy vàng không nào, vàng cũng đẹp này. Vàng cũng quá đẹp luôn. Em còn màu vàng, màu đen với hoa chị ạ. Màu vàng, màu đen với hoa. Chị Vinh Mai nhỏ mặc hoa này cũng đẹp này. Vinh Mai chị nhỏ. Vàng đẹp mà, em mặc vàng hôm nay. Em mặc vàng cho các chị xem, vàng lên đẹp cực kỳ luôn. Thật, cái vàng đẹp lắm. Tôn da nữa. Sáng ngày kia rồi về đấy. Còn đêm mai rồi đấy mình. Không phải ở đây. Không. Cái zoom này đẹp này, màu nó nhã nhặn đẹp lắm. Tôn da. À, tại sao lại ông ra không xuất hiện? Ông điện ông ấy. Ví dụ như là ông bỏ tôi là em ơi. Thì chú xem nào về nhanh đi. Mã váy 99k này đẹp này, chị nào trắng mặc mã này nét lắm luôn. Tôi về. Tôi sẽ về. Mềm mại chất đẹp lắm. Nó hùng anh. Bao nhiêu tiền đấy em? Nguyễn Dung ơi, Dung là 150k, còn váy là 99k. Mình lớn rồi. Không thích ra lại. Không thích ai ra lại cho mình cả. Là chỉ bảo thôi. Chị bảo ví dụ như là vậy thì là chúng con thế là chúng về đến làng nghỉ đi. Dung này cho các bạn từ 45 đến 55 cân. Từ 47 đến khoảng 55 cân. Ông bảo là bây giờ mày với thằng ấy lên đó là chúng mày phải về. 55, 7, 48 cân thì 55 cân. Ừ, ông hiểu. Bởi vì tôi lớn rồi. Lớn rồi thì biết. Bây giờ chúng mày phải về nghe bây giờ. Không làm cơm đấy, chúng mày phải về. Zoom này chỉ có 150k đấy. Em đéo về. Bảo tôi không về. Em đéo về. Sao? Ừ. Bao nhiêu tiền? Có nhưng mà lệnh như thế này thì để cho hai con vào bán hàng đấy. Đừng nói đấy con. Lệnh Thảo Ly đấy. Tôi sợ mày luôn đấy. Ông rồi hỏi bố mày là mày học trường Năng Khiếu ra hay là đó là học sư phạm mà kêu chứ không phải. Cháu học sư phạm cái gì đó chứ cô giáo thì sao. Đây nha các chị nha, vàng là vàng này. Đen vẫn còn, hoa vẫn còn nha. Đây vàng chị, ôi mặc lên vàng xinh quá trời luôn, vàng tôn da này. Chị nào lấy vàng này. Mà chị bé bé xinh xinh mặc màu vàng đẹp. Anh như em à. Vài em 65 cân không vừa đâu các chị ạ. 65 cân không vừa. Mã này các chị tầm khoảng 55 nhá. Từ 45 đến 55 cân quay đầu nhá chị nhá. Đây từ 45 đến 55 cân quay đầu này. Quần ấu phương các chị mặc như váy luôn. Mặc quá thoải mái luôn các chị nhá. Mặc quá thoải mái luôn, quá đẹp luôn. Mà giá anh em bán cực rẻ rồi. 150k các chị mua không mua đâu được cái giá rẻ này. Mua ít nhất phải 200k trở lên. Em vẫn còn vàng, còn đen và còn hoa. Chị nào lấy màu nào thì comment. Váy này có loại không có loại có tay đâu chị ạ. Nhé em toàn khuyết nhanh thôi thôi. Có tay thì là vung đùi chị ạ, vung đùi á. Nào còn ba màu này, chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em này. Hoa nhé các chị nhá. Bi đen và bi vàng. Đấy, 150k trên một set zoom bố xinh quá trời xinh này. Đâu, được chưa? Chứ ra là những cái gì mình nói thì mình phải biết được cái sức của mình đâu. Không, cái hướng. Cái hướng như nào thì bây giờ là không phải như tôi mà sáng này cả chị ấy lấy gì đấy. Dung đen Vinh Mai lấy đen. Còn cái làm đấy. Có chị nào lấy zoom nữa không? Đổi mẫu nha các chị nha. Nghe rồi. Chắc chắn phải làm rồi. Nhưng mà làm ở đâu? Như nào? Chị khi được đấy chưa thể nói trước được điều gì cả. Bởi vì nó rất nhiều cái câu. Mình cũng phải nói một câu mà xong rồi. Là nhà kiểu kiểu khác mà này. Em mặc vào chị xem. Mặc bộ nào chị đây giúp em mặc đủ 3 màu rồi. Đen rồi, hoa rồi, bi vàng rồi. Anh đưa qua đường. Chị Nguyễn Dung hỏi không còn bộ nào hả em. Chị 65 cân. 65 cân mà sao
Từ từ mà bán em mấy giờ? Đi bán mấy bộ. Hết lại rồi. Bán này. Ông bốc. Giỏi. Mày mặc lát, mày mặc lát các chị. Có một cái váy mã dây cánh tiên này xinh nhỉ. Đấy. À. Đi ra cái này tồn ra. Này mặc bền vai cũng đẹp. Zoom từ 45 đến 55 cân nhá chị nhá, zoom từ 45 đến 55 cân. Đây nha, mã này có vàng này. Dạ em nghe anh ơi. Hoa tím than này. Như nào anh? Mã này có hai màu nhá, màu vàng với màu hoa tím than. Mà em đang về, nhưng mà thằng Hùng bỏ nó về trước đi, có gì ngồi đã bỏ ăn cơm với nhau. Zoom là từ 45 đến 55 cân nha, Hồ Đạt Trường ơi. Chào mùa thu nha. Anh đang nhà gì? Đây nha, ba màu nhá. Ba màu này. Đừng có một cái nơ cao. Vâng rồi, thì anh cứ ngồi đấy đi. Em sẽ xuống. Không, không. Đó. Có bảo muốn không để muốn biết được muốn mua. Ăn gì hết xưa. Nhưng mà sao còn đầy. Ai bảo hết. Làm gì? Là... À, hôm qua rõ ràng con lấy vẫn còn, lúc ấy vẫn còn nửa thùng mà. Hôm qua chị lấy vẫn còn nửa thùng cơ mà. Ồ, tao chịu xuống mày rồi. Anh đang ngồi ở sân nhưng mà anh đang cảm nhận cái niềm vui. Chiều qua lấy cho Pi cậy và anh vẫn còn 4-5 giây. Đây nhá chị nhá, đây nhá. Màu tím than này, màu ghi này và màu vàng em đang mặc nhá. Giá 99k, chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Ai bảo bố giờ? Màu kèm số điện thoại cho em nhá chị nhá, màu kèm số điện thoại. Không bảo là đánh ngồi đi kiếm về. Không bảo là hùng mà kiếm ra ngồi đi rồi. Nhưng anh đã cảm nhận. Bạn chán, chị Huỳnh cũng bảo là bạn chán. Mà hôm nay chán thật tí chị ạ. Mỗi một hộp thì uống một hộp. Nào các chị ơi, các chị có chốt mẫu này không? Em cho con một bọn vệ sinh. Hai đứa uống chung một hộp thì lại đi mua. Ê, muốn đi mua. Giờ này khó mà người ta đóng cửa. Chú uống nước đi nhá. Mỗi một hộp. Con đi rồi. Chào Bảo Anh, chào Đỗ Hồng nha. Lâu lắm nay nhìn thấy chị Đỗ Hồng. Cái này còn mấy màu? Có một cái. Đây nha, chị em một mã váy cánh tiên này. Bao nhiêu cân là được? 52, 53 cân. 52, 53 cân quay đầu thôi, mã này bao nhiêu? Cũng 99k này các chị này. Cũng 99k nha các chị ạ. Tay cánh tiên rất là đẹp luôn này. Tay cánh tiên xinh luôn. Các chị 52, 53 cân quay đầu nha. Chị nào lấy đi comment hoa này. Hãy
điện thoại đấy thì này. Nào có chị nào lấy hoa này không? Hoa này xinh này, xinh quá luôn. Chị thích mặc bệt vai cũng được, không thì không bệt vai cũng được. Ôi giời, mặc cái này đi, thôi lại nó có này. Các chị không xem được buồn lắm. Các chị không xem được là buồn lắm ý. Mà kém mọi người không xem được. Đây có bạn nào chốt con má này không? Rất là đẹp luôn ạ. 99 cao, siêu phẩm. Siêu đẹp, siêu xinh. Chị Huệ đâu, chị Huệ mua váy này xinh à? Căn bản là các chị không xem được. Không nhìn rõ nhỉ, các chị không nhìn thấy. Các chị có chị nào chốt váy này không? Váy này cực xinh luôn. Váy này là bình thường, em mặc lên một cái, các chị mua luôn. Váy này quá đẹp. Gì cái này, quá xinh. Hả? Các chị ơi, ngày mai em like tiếp nhá mọi người nhá. Sáng mai em sẽ chốt đơn, ai mà muốn giữ đơn ấy để chiều với tối mua thì lúc em gọi điện chốt đơn các chị có thể nhắn em nhá, bảo em nhá. Hôm nay mạng lag quá rất là buồn luôn. Nên là ngày mai em sẽ like tiếp nha. Xin chào tất cả mọi người.